hồ xanh, Blue Lake hay Rangi Maguignua trong tiếng Maori, được biết đến với danh hiệu hồ nước ngọt tự nhiên có nước trong nhất thế giới. Đây là kết quả của các cuộc thử nghiệm khoa học vào năm 2011 của Viện Nghiên cứu Nước và Khí quyển Quốc gia New Zealand. Theo kết quả nghiên cứu, tầm nhìn dưới mặt nước hồ lên tới 80 mét, điều đó có nghĩa là chất lượng của nước gần như nước cất. Hồ có màu tía phớt xanh, màu mà chúng ta có thể nhìn thấy ở những vùng nước tự nhiên trong vắt. Rangi Maguignua được cung cấp nước từ hồ Constance gần đó. Hồ nằm ở độ cao 1.200 mét so với mực nước biển, khiến cho nước trong hồ luôn ở nhiệt độ từ 5 đến 8 độ C. Vùng nước trong vắt này còn được coi là nơi linh thiêng của người Maori bản địa và không ai được phép tiếp cận, bơi lội, tắm giặt. Tuy nhiên, vào đầu năm 2013, phóng viên ảnh kiêm nhà môi trường người Đan Mạch Claude Simon đã được người Maori, Viện Nghiên cứu Nước và Khí quyển Quốc gia New Zealand và Bộ Bảo tồn cấp phép đặc biệt để chụp ảnh độ trong của hồ nhằm mục đích bảo tồn. Theo đánh giá của nhiều người, bộ ảnh chỉ có thể được miêu tả bằng một từ, ngoạn mục. Hồ là một phần của khu bảo tồn vườn quốc gia Nelson Parks của New Zealand, đã được thành lập vào năm 1956, rộng khoảng 1.020 km2. Để đến được hồ, sẽ phải mất 2 ngày đi bộ, tính từ ranh giới công viên. Với những người không đủ thời gian và sức khỏe, thì có thể ngắm hồ từ trên cao với các tour trực thăng ngắm cảnh. Trước đại dịch, vườn quốc gia Nelson Parks là địa điểm thu hút nhiều khách du lịch ghé thăm để đi bộ đường dài, câu cá, cắm trại. Ngoài hồ xanh, vườn quốc gia này còn nổi tiếng với những cây sồi bản địa, các hồ băng và sông nếp mình dưới những đỉnh núi treo leo. Nơi đây có những con đường đèo hẻo lánh, thách thức những nhà đi bộ đường dài dày dặn kinh nghiệm và thích sự yên tĩnh. Ngoài ra, nơi đây cũng có những vùng thấp hơn với những con đường mòn dễ tiếp cận để đi bộ đường dài dành cho dân nghiệp dư và du khách.